Có phải bạn đang tìm nơi thiết kế logo nhận diện thương hiệu đẳng cấp thật sự? Bạn muốn thương hiệu của mình phải chuyên nghiệp, đẹp mắt, sang trọng và dành riêng cho bạn. Mebo có những thứ bạn cần và thứ mà đối thủ của bạn khao khát. Chúng tôi khác biệt. Với ekip sáng tạo phân tích kỹ lưỡng giá trị thương hiệu của bạn, Mebo tự tin bạn sẽ hài lòng. Gọi cho Mebo ngay 0909 242 986, tư vấn thương hiệu miễn phí. Đã kinh doanh là phải nhanh và chính xác. Những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong mùa COVID-19. Từ đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 là mối quan tâm lớn nhất của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Ở trong nước, dịch bệnh COVID-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Một số ngành, lĩnh vực sản xuất bước đầu bị ảnh hưởng, có nơi thiếu hụt lao động tạm thời, gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên vật liệu đầu vào, gây đình trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trên địa bàn có dịch phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động. Bên cạnh việc tập trung vào các nguồn lực để dập dịch, Việt Nam đồng thời đưa ra biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn nhằm đảm bảo nền kinh tế vận hành trong thời kỳ dịch bệnh. 1. Hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Chỉ thị số 11 /CT-TTG ngày 4 tháng 3 năm 2020 nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hướng dẫn kịp thời các tổ chức tín dụng cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng, kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước hết là gói hỗ trợ tín dụng khoảng 250.000 tỷ đồng. Về quan điểm của chính phủ, đây không phải là gói tín dụng sử dụng vốn ưu đãi từ ngân sách nhà nước, mà do các ngân hàng thương mại tự cân đối nhằm cung ứng đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ gia đình trong lĩnh vực đang bị ảnh hưởng từ dịch bệnh. Theo đó, từ ngày 13 tháng 3 năm 2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong danh mục khách hàng phân tích có khoảng 20% khách hàng bị ảnh hưởng nặng, 40% khách hàng còn lại ảnh hưởng tương đối, 40% khách hàng khác ít bị ảnh hưởng, 13% không bị ảnh hưởng, bao gồm hàng tiêu dùng và thiết yếu. Bước đầu, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu thời hạn trả nợ cho khách hàng với tổng dư nợ là 21.753 tỷ đồng, miễn giảm lãi cho vay cho 34.350 khách hàng với dư nợ 185.000 tỷ đồng. Đồng hành cùng doanh nghiệp ngày 16 tháng 3 năm 2020, Ngân hàng Nhà nước cũng đã ra 4 quy định về giảm lãi suất điều hành gồm các loại lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu, lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi. Qua đó giúp các ngân hàng có thanh khoản dồi dào, có thêm điều kiện nguồn vốn để hỗ trợ các doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt gói tín dụng 285.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi giảm từ 0,5 cho đến 1% nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp cá nhân vay vốn gặp khó khăn bởi dịch bệnh. 2. Tháo gỡ những khó khăn tạo thuận lợi về thuế cho doanh nghiệp. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đang soạn thảo và trình Chính phủ ban hành nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong tháng 3 năm 2020. Đồng thời, trình Chính phủ về việc miễn giảm thuế, phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng. Bộ Tài chính giả soát, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp về thuế và chi ngân sách nhà nước. Trước hết là gói hỗ trợ khoảng 30.000 tỷ đồng để góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Tổng cục thuế yêu cầu xem xét không tổ chức thanh tra, kiểm tra thuế định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm, các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn. Đồng thời không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được giao và được lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt. 3. Cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp. Bộ Công Thương ban hành chỉ thị số 06/CT-BCT ngày 11 tháng 3 năm 2020 về công tác tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp. Trong đó, vụ tài chính và đổi mới doanh nghiệp chịu trách nhiệm rà soát đề xuất phương án cắt giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong phạm vi và lĩnh vực quản lý. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh yêu cầu Cục Điều tiết Điện lực, vụ thị trường trong nước chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong quý 1/2020 và quý 2/2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do nhà nước định giá. Đồng thời, vụ kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 ngay trong tháng 3.
đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và 2020, bao gồm vốn ODA. Chúng ta không thể phủ nhận những cố gắng của chính phủ nhằm đưa ra những giải pháp tổng thể mạnh mẽ để hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như kích thích nền kinh tế vực dậy sau đại dịch. Tuy nhiên, điểm chung mà hầu hết các doanh nghiệp mong mỏi là cần có sự minh bạch và kịp thời trong triển khai các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp. Đồng thời, về phía các doanh nghiệp, cơ chế chính sách chỉ là hỗ trợ. Trên thực tế, trong thời điểm khó khăn, thì các doanh nghiệp cần chủ động sáng tạo hơn nữa để tìm ra cơ hội thích ứng với bối cảnh mới, cùng chung tay với nhà nước vượt qua thách thức bởi đại dịch COVID-19. Thông tin được biên tập từ biên tập viên Ngọc Ánh, ban biên tập Độc Đáo TV. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.